Interesante, ¿no? Các chị ơi, em vào lại ạ. Mọi người ơi, em vào lại nhá. Các chị vào lại giúp em nào. Chào chị Trịnh Hường, chào chị Lê Duyên ạ. Em vào lại nha, mọi người vào lại giúp em đi ạ. Chào chị Tuyết Nguyễn nhá, mọi người vào lại giúp em nhá, tình yêu nhá. Mạng vì hôm nay vì mọi người xem World Cup quá nhiều hay sao ấy, nên là mạng hôm nay quá đơ luôn. Mạng hôm nay quá đơ luôn nhá, mọi người có thấy vậy không ạ? Các chị có thấy là mạng hôm nay không ổn định đúng không? Mạng hôm nay kém quá. Mọi người vào lại giúp em đi ạ. Chào chị Lê Tâm, chào chị Lan Hương, chào chị Khánh Lê, chào chị Trịnh Thuần nhá, chào chị Đinh Trung nhá. Mọi người vào lại giúp em đi nào. Các tình yêu vào lại chia sẻ lại giúp em nha. Mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em đi nào. Em sẽ sale rất là rẻ luôn này các chị này. Em sẽ sale rất là rẻ luôn, mọi người vào lại giúp em nè. Mọi người vào lại giúp em chia sẻ lại giúp em nhá nhá. Đây em đang sale cái mã váy này này các chị này. Đang sale cái mã váy này là 89k đây này các chị này. Đang sale giờ cái mã váy này là 89k nhá. Váy này em đang sale 89k nha các tình yêu nha. 89k mã này các chị tầm khoảng từ 45 46 đến 5 55 từ 46 47 cân đến 5 56 57 cân mặc vừa này. Đang sale là 89k nhá, váy hoa bèo nhá. Váy hoa bên dưới là đuôi cá này các chị này. Rất là đẹp luôn, ai lấy comment nhá. Áo đầm em mặc có size lớn không? Áo đầm em mặc các chị 56 57 cân, 57 58 cân thoải mái vừa này. Thoải mái vừa luôn nhá, váy suông các chị mặc nhá. Váy suông nhá mọi người nhá. Chị nào lấy comment cho em còn đen với tím than. Còn đen với tím than này các chị này, mọi người vào lại giúp em này. Còn đen với tím than cái mã này sale là 89k. Sale 89k dành cho các chị chia sẻ like. Ai lấy thì comment màu nhá. Ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại nhá, sale 89k này. Có ai chốt cái mã này không nào? Ai chốt mã này comment nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Huệ cái em đang mặc nhé. Chị Nguyễn Huệ cho em xin lại số điện thoại. Chị Nguyễn Huệ có phải chị khỉ già không nhỉ? Tại vì chị thay ảnh ấy, chị thay ảnh nên là em không biết có phải không. Chị ơi, chị lấy thì comment đen kèm số điện thoại cho em. Còn cái này là màu tím than này. Cái này là tím than nhá, nha, sale 89k còn một chiếc này. Còn một chiếc tím than này. Mạng sao chả xem được. Mạng kém lắm ấy chị Thuận ạ. Rồi ok, chị ơi comment đen kèm số điện thoại cho em nhá. Đen này. Đấy mạng hôm nay kém lắm mọi người ạ. Các chị vào hẳn trang cá nhân của em đi, mọi người vào hẳn trang cá nhân của em xem like nhá. Tím than này các tình yêu này, ai lấy nốt tím than đâu nào. Chị Nguyễn Huệ cho em xin số điện thoại còn một chiếc tím than. Đấy mạng hôm nay kém lắm. Em mặc tím than cho các chị xem. Con cũng không thể hiểu đâu. Nhà mình quá điên điên rồi. Các chị thì cái dây này nếu mà không thích mặc nó hở ấy thì có thể nâng dây lên, ghim cái dây lên một chút là đẹp. Rồi ok chị. Nguyễn Huệ mẹ khi mẹ ghi được khỉ tả đấy. Mẹ có nhìn thấy gì đâu, trong trang của mẹ không có cái mặt. Áo có nhá, áo em có này, em còn một chiếc tím than này. Còn một chiếc màu tím than, có chị nào lấy nốt không nhá. Quá xinh, quá mát luôn, mặc vừa mặc ở nhà, đi chơi, đi biển. Nói chung là mã này các chị mặc đa năng luôn. Vừa mặc ngủ ở nhà, vừa đi chơi, vừa đi biển nhá. Mã này các chị mặc đa năng luôn này. Còn một chiếc tím than, các chị tầm khoảng 5, từ 46, 47 đến 56, 57 cân quay đầu mặc vừa, 57, 58 cân vẫn vừa nhá. Thoải mái người chị nào gọn nhá. Thoải mái người chị nào gọn này. Đấy, quá đẹp luôn đúng không? Quá đẹp luôn này các chị này. Dáng suông, mặc rất là dễ chịu, thoải mái luôn. Còn một tím than, ai lấy thì comment tím than kèm điện thoại cho em. Tím than kèm số điện thoại cho em nhá. Đây các chị mà muốn mà không hở ấy, muốn kín ấy, các chị có thể nâng dây lên. Không hề hở luôn, không hề hở tí nào. Ai lấy tím than không? Ai lấy tím than thì comment nhá, để em qua mẫu khác.
Đây, tối nay là em sale rẻ luôn. Sale 50% luôn nhá. Chị Huệ comment số điện thoại cho em nhá. À, cho em xin cả số điện thoại nữa. Đây nha, tối nay em sale rẻ, sale 50% luôn. Đây, mã chấm bi này. Dài đến gối luôn này. Các chị cao 1m6 dài đến gối. Các chị cao dưới 1m6 nhá. Cao dưới 1m6 thì các chị mặc qua gối luôn. Mã này 55 cân quay đầu thoải mái vừa nhá. Ai lấy comment bi kèm số điện thoại cho em, sale 99k này. Sale mã bi này 99k. Ai lấy comment bi kèm điện thoại cho em này. Bi đen kèm số điện thoại cho em nhá. Xinh không này các chị này. Bi đen kèm số điện thoại cho em nào các chị nào. Sale 99k. Ai lấy bi đen thì comment bi đen cho em này. Quá xinh luôn nhá. Mẫu này quá xinh luôn. Đi biển đi chơi ok luôn nhá. Bầu bon trên thoải mái đây chị này. Nếu mà bầu bé tầm khoảng 5 tháng quay đầu thôi. Xin chào Yến Chi nha. Và chia sẻ cho chị đi nào. Nào các chị yêu nào. 99k này. Ai lấy comment bi kèm số điện thoại cho em. Xinh không mà chỉ 99k này. Thực sự là rất là rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Ai lấy comment nhanh còn một chiếc. Còn một chiếc ai lấy comment nhanh nha. Số lượng có hạn. Rồi ok em thấy rồi nha. Em cảm ơn chị Huệ nhá. Mã này bi 99k còn một chiếc. Ai lấy comment nhanh. Comment nhanh còn một chiếc này. Nhanh tay thì sẽ được này. Nhanh tay thì sẽ được nha. Nhanh tay sẽ được. Ai lấy này. Có quần đùi. Có quần đùi dạ. Giả váy có chị ơi, giả váy có. Mẫu này thì em còn màu đen thôi. Còn các loại hoa khác thì em có. Hết rồi, chấm kia ông bác bán thôi. Nào, ai lấy bi đen nào. Ai lấy bi đen comment nào. Còn một chiếc thôi nhá, ai lấy bi đen comment nhá. 99k nhá chị nhá. Bao nhiêu kg? Chị Kim Ngân Nguyễn ơi, cái váy này các chị tầm khoảng từ 45 cân. Không, 43, 44 cân mà vẫn được. Đến 55 cân quay đầu thôi. Đến 55 cân là cùng là đẹp. Mẹ nhưng mà không đẹp. Đây, còn một chiếc Chanel đen này. Còn một chiếc Chanel đen cũng sale là 99k nhá. Còn một chiếc Chanel đen em cũng sale 99k này. Ai lấy comment Chanel đen cho em. 55 cân quay đầu vừa nhé mọi người nhé. 55 cân quay đầu vừa này. Tại vì em nó bên trên mà. Đây váy quá xinh luôn. Chất von đẹp nhé mọi người nhá. Chất von lụa đẹp cực kỳ luôn à. Ai lấy comment nhá. Các chị từ 40 cân trở lên. Đến khoảng 53-54 cân thì đẹp. 53-54 cân đẹp. Chanel đen này. Vậy em mặc váy mà có màu khác không? Váy mà còn nguyên đen chị ạ, còn nguyên đen. Nào ai lấy Chanel đen thì comment Chanel đen cho em này. Chanel đen kèm số điện thoại cho em. Sale 99k thôi mọi người ơi, em sale quá rẻ luôn. Mọi người đừng thả tin thả like nha, tại vì mạng quá lag rồi, mạng hôm nay quá lag rồi. Mà hôm nay quá lã của em, mọi người đừng thả tin thả like cho em nhé. 60 cân không vừa đâu chị Kim Ngân Nguyễn đâu, chỉ 55 cân đổ về thôi. Mã này chỉ 55 cân đổ về. Em mặc zoom đi. Bộ chấm bi treo đó. Zoom bộ chấm bi treo. Ngọc Liên Nguyễn đi đây. Ngọc Liên Nguyễn lấy bi đen cho mình xin số điện thoại nhé. Còn một cái đẹp lắm. Ngọc Liên Nguyễn đen. Chị Ngọc Linh lấy bi đen cho em xin số điện thoại. Rồi ok chị Hiên chờ em một chút nhé.
Em thử zoom cho mọi người xem này. Rồi cảm ơn Yến Chi nha. Yến Chi chia sẻ giúp cho chị Ly với nha. Chia sẻ tăng view lên để nhận quà nha. Mọi người vào xem đông đông đi để chơi chơi mini game cho nó vui. À là mạng lag mọi người vào ít quá nên là mình chẳng chơi mini game được buồn quá. Đây nha các chị nha, zoom này. Chị nào vừa bảo xem zoom nhỉ? Zoom đây nhá, chị nhá, zoom này. Chị thì nó cũng miếng ở đấy là bi nó không thấy to như thế. Zoom đây, có hoa với lại bi vàng nhá. Em có hoa với lại bi vàng. Mã này các chị là khoảng 54-55 cân quay đầu mặc vừa. 54-55 cân quay đầu mặc vừa này. Ai lấy zoom comment zoom kèm số điện thoại. Zoom kèm màu kèm số điện thoại. Em đang mặc là mặc bi vàng với hoa nhá. Em có bi vàng với hoa này. Ai lấy comment zoom kèm số điện thoại cho em. Bi vàng với hoa. Cái này thì chỉ có bi với hoa thôi chị Huyền ạ. À. Má này quá xinh luôn. Đẹp lắm. Áo bệt vai vẫn còn mấy, còn ít, áo bệt vai còn ít lắm. Bệt vai còn ít lắm chị ạ, sang tuần về mẫu mới nha. Cuối tuần này thì về nhiều mẫu bệt vai mới. Đây, có bi vàng với hoa này. Mặc thoải mái nha Yến Chi nhá. Nào có ai lấy mã này cho em không nào để em qua mẫu nào. 150k, ôi 48 cân thì quá đẹp luôn chị ơi. 48 cân đẹp nha. Cái này 45, 47 cân, 50 cân đổ lại mặc là xinh nhá. Còn 52, 53 cân thì mặc. Rồi cho chị thì... Hoàng Hiên zoom hoa này. Đẹp lắm. Chị Hiên bao nhiêu cân? Chị Hoa chị Hiên dáng đẹp. Hình như là 50, 52 cân nhưng chị Hiên không đến. Chị Hiên người gọi đây. Chốt zoom hoa cho chị Hiên này. Còn bi vàng nhá. Còn bi vàng có ai lấy nốt không nào? Em còn một chiếc bi vàng này. Còn bi vàng ai lấy nốt thì comment bi vàng kèm số điện thoại cho em. Các chị 48 cân thì lại đẹp quá. Nói chung người tầm 50 cân đổi lại 48 cân thì là quá đẹp. Đấy chị gì bảo lấy váy chấm bi comment số điện thoại cho mình. 50 cân 1m6. Thế thì chị bằng Ly, chị còn nhỏ người, người còn nhỏ hơn Ly, mặc quá đẹp luôn. Người chị chắc mà chị tại chỉ chụp cái khó. Không phải đâu, ai mà nghĩ lại chỉ chụp vậy. Chị gọn người lắm, chị mua quần áo toàn mua số lượng nhỏ. Cái đây là con cái váy hoa. Nó hồng ấy, hồng hồng ấy mà. Không, con biết là người chị nhỏ rồi, người chị không bị. Bệ Trần Huyền cho chị bộ hoa hết bộ hoa rồi Trần Huyền ơi, còn bi nha. Trần Huyền nhỏ mặc bi đi. 48 cân mặc bi quá đẹp. Đây nha. Váy này các chị này.
dây theo cho em không? Đây nha, đây nha, chị nhà đây, váy hoa đây. Đây váy hoa này chị Hiên này. Tay cánh tiên nhá. Tay cánh tiên này. Và tay có và có tay này. Váy này em đang sale là 99k này các chị này. 99k nhá. Có tay và không tay nhá. Có tay và không tay các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc đẹp này. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá mọi người nha. Đây em qua 1m6 là mặc trứng gối này. Mặc trứng gối các chị cao 1m50 thì qua 41 tí nhá. Trần Huyền này cho mình bi vàng. Chị lấy hoa zoom mà hết rồi. À chị Huyền ơi, hoa zoom em hết rồi. Thế nào thích? Đẹp mà sale rẻ đang sale. Còn ít nên mã nào cũng lẻ, chỉ còn một cái đang sale siêu rẻ. Đây, thôi. Cái em mặc là không tay nhá. Và cái này là có tay này, ai lấy có tay thì comment có tay kèm màu kèm số điện thoại cho em. 99k em sale 99k nhá mọi người nhá. Các chị 53 cân quay đầu là mặc đẹp. Đây. Rất là đẹp luôn này, màu vàng này, màu hồng này. Màu vàng, màu hồng nhá. Chi nha. Mọi người vào xem chia sẻ like giúp mình nhé. Đây, màu vàng, màu hồng. Cho chị váy hoa vàng. Rồi ok, cho chị Thuận hoa vàng này. Ok, tình yêu. Em ơi. Hoa vàng. Đấy, đơn chị Thuận, đơn chị Kim Hoa. Rồi ok. Chốt cho chị Thuận cái có tay màu vàng này, chốt cho chị Hiên cái khúc tay màu hồng. Dạ. Trần Huyền chọn mẫu khác cho mình nhá, còn một zoom hoa thôi. Chị ấy chốt trước rồi. Màu vàng đẹp các bạn, hình như còn một cái màu xanh. À cái này cho chị ấy à. Chị Hiên Huyền Hùng sắp vừa gửi, chị đã nhận được rồi, nhanh ấy nhở. Chị bảo nào. Chị nhận được hàng rồi, ưng lắm. Cảm ơn Huyền Hùng nha. Tôi gửi hôm qua mà. Tôi gửi hôm qua và hôm nay chị đã nhận được rồi nhở, nhanh thế nhở. Khách nhà mình nhận được hàng, ai cũng khen luôn. Rồi ok, em chốt rồi chị Hiên ạ. Đây em mặc, đây em mặc cái mã màu xanh này, nó giống cái mã màu vàng này chị này. Đang sale quá rẻ luôn. Màu xanh này chị này. Màu xanh màu hồng nhá. Đi cái này màu đi nào, đi để chị nói con thì đi mình hơn. Đây, màu xanh này. Màu xanh nhìn mát rồi. Nghĩa là người khác ấn chữ còn mình ghi. Nó đi, ấn mình ghi bình luận. Tôi đừng có ghi, nhìn nó khó nhìn lắm, mẹ đừng có ghi. Đừng ghi. Anh thương xong chị Trích. Em xin chào chị Trích Tổ ạ, đi làm về muộn đó chị. Mà chẳng dám xem nữa đâu vì cái nào cũng thích. Đây nhá. Vừa đẹp vừa rẻ. Hoàng Huyền chia sẻ cho Ly nha. Các bạn bè mọi người cùng mua. Đây, em mặc màu xanh này. Màu xanh nhá chị nhá, màu xanh rất là mát luôn này. Màu xanh, màu hồng, màu đen. Em còn 3 màu nhá. Sale là 99k thôi các chị ơi. Em sale là 99k, lý hôm nay tôi gửi đồ rồi nhá. Em đang sale ở 99k. Dành cho các chị 53 cân quay đầu là đẹp nhất. Gửi rồi, tại vì là hôm nay không để ý điện thoại ấy. Đấy, tôi gửi rồi, gửi sáng nay rồi nhá. Chắc là mai kia nhận được thôi. Tại vì là hôm nay toàn ở bên mẹ thôi nên không ấy. Lấy thêm cho mẹ cái áo. Cứ lấy đi, cứ lấy thêm gì đi rồi để tôi gửi sau cho. Lần trước áo mẹ có mặc vừa không? Màu đen nhá. Màu đen này, màu hồng và màu xanh như em đang mặc này. Em đang sale 99k, chị nào lấy đi comment nhá. Chị nào lấy comment cho em biết ạ. Chưa nhận được của Lục Tâm đâu. Chắc là mai nhận được thôi. Chắc là mai, Lục Tâm gửi chưa thấy nhận, về bên mình chưa nhận chắc được. Chắc là đến nơi rồi nhưng mà bill nó chưa giao đến ý chị ạ.
chắc là đến đến bill ở đây rồi nhưng mà chắc họ chưa mang đến ấy, để mai em hỏi nhé chị nhá. Để mai em hỏi xem là đến đến đây chưa. Lý ngắm đi xem mà có ưng mẫu nào thì mua cho mẹ. Bây giờ Lý đang sale nhiều mẫu đẹp lắm. Mẹ mặc vừa đi, chọn kéo phết nhỉ. Chị Vũ Dung Quân là của chị chưa nhận được, chị Vũ Dung Quân chị gửi mới mới gửi à? Đơn của chị Vũ Dung Quân chắc mới gửi đi. Chắc chưa nhận được đâu. Chắc mai ngày kia nhận được. Từ hôm qua, hôm kia, qua hôm kia. Chắc mai ngày kia nhận được chị ạ. Kiểu được nhỉ? Dạ. Kiểu nó chéo ở bên này, kiểu nó chéo ở bên này. Thế là mặc vào nó đều chéo mà đúng không? Ừ. Chắc có một cái sao, có một một cái đấy. Chéo thế. Một cái đấy chéo là bên này, nó cái thì chéo về bên này. Mẹ kéo con. Đây nha, nha có một chiếc váy mèo rất xinh này. Nâu này cho đúng đây. Đây nha, em có một chiếc váy mèo rất xinh này đó chị này. Đây, cái này sale nhá mọi người nhá. Cái này chỉ tầm khoảng 53, 54 cân, 52, 53 cân thôi là mặc đẹp này. Đây nha, em cũng sale là 99k. Em cũng sale là 99k này. 40 cân này quá đẹp chị ơi. Quá đẹp luôn lắm. Cái này bé mà. Cái này các chị bé bé xinh xinh mặc đẹp này. Đấy. SL 99k. Ai lấy comment váy mèo cho em nhá. Váy mèo kèm số điện thoại cho em. Váy mèo kèm số điện thoại cho em này. SL 99k nhá. Chất đẹp nhá. Nào có ai chốt váy mèo cho em không nào? Rồi ok, chị Kim Vân Nguyễn ơi cho em kèm số điện thoại đi ạ. Chị thay đổi cuộc sống một chiếc nữa nhá. Rồi ok, chị thay đổi cuộc sống một chiếc nữa này. Không có túi hai bên ạ. Mẹ ơi. Bao nhiêu cân? 60 cân không vừa. Các chị hỏi cái váy kia 60 cân có vừa không đó. Chắc chị hỏi cho ai ấy. Chị Kim Ngân Nguyễn lấy bảo 60 cân thì có vừa được không? Không, cái đấy cho chị thay đổi cuộc sống mà. 60 cân thì không vừa đâu. Chị ơi, cái váy mèo này 60 cân không vừa đâu, chỉ 50, 51 cân là mặc đẹp thôi. Thắm có rồi. Gì thắm vào váy chó chứ. Váy chó, váy mèo đấy hôm nọ em lấy rồi, có rồi. Gì thắm có rồi mà. Đây tiếp cái mã váy này này các chị này. Mỏng đâu, thoải mái luôn em ạ. Nói chung nhỏ nhắn xinh xinh thì mặc quá đẹp.
Tiếp mã váy này nhá chị nhá. Kim Ngân Nguyễn thì không vừa. Đây này, mã này này các chị này. Mã này này, em sale nhá. Em sale còn 99k nhá. Mã này thì các chị tầm khoảng 57 58 cân thoải mái vừa. Từ 44 40 41 cân. Không phải, do là mình mặc mình thành ngửa ra thôi. Chỉ lên đây là được. Sao cái lại như này nhỉ? Ừ. Duy nhất một cái như này. Gì có rồi. À, váy chó vàng 80k. À chưa, váy chó vàng 80k là váy cốt tông thì à chưa. Đây nha mọi người nhá, ai lấy váy này thì comment váy hồng cho em nè. Đang sale là 99k váy này nhá mọi người nhá. 99k váy này. Em đang sale. Váy này thì các chị tầm khoảng từ 45 cân đến khoảng 57, 58 cân vẫn vừa thoải mái luôn nhá. Vừa thoải mái xinh luôn. Rồi ok, để mấy nữa cháu gửi luôn cùng cho. Nào có ai chốt cái váy này không này? Ai chốt váy này comment cho em nhá. Comment hồng chó. Trước thì kiểu có một cái váy chó rồi mà. Ai chốt váy này thì comment cho em này. Vẫn thích váy chó. Thích váy à? Thắm hay mua váy nhá. Đâu này hồng đâu nhỉ Thắm ơi? Đâu này hồng đi đâu rồi? Không thấy hồng đâu. Rồi ok Thắm, mai chị gửi luôn nhá. Còn hai cái à? Trắng với màu vàng. Đi hỏng máy à? Chứ ôi mới ở nào ở đây không thấy hồng đâu. Có nhá Kim Ngân Nguyễn ơi, chị có quần tây và quần jean dài có nhá. Kim Ngân Nguyễn 60 cân. Đi hồng này. Em ơi, mình thắm này, em. Ai là chị? Đây nha các chị nha, tiếp mặc áo này. Tiếp một mặc áo đẹp nha. Đây mã này em có màu trắng với lại màu vàng vàng ấy, màu gì? Kem. Màu kem. Màu trắng với màu kem mọi người ạ. Em có màu trắng với màu kem này. Áo này các chị 50 cân quay đầu là đẹp nhá, 50 cân thôi nhá mọi người nhá. Sale nhá, em sale là 60k nhá. Ôi sao lại còn 90 người xem, 90 người xem thế này. 60k nhá chị nhá, sale là 60k. Rồi ok. Chị Nguyễn Hồng Tuyết bảo chị vào lấy hai cái 80 mà. Không, hai cái 80 nào nhỉ?
Nguyễn Hồng Tuyết bảo lấy cái nào mày? Chị Tuyết ơi, chị bảo lấy cái gì ạ? Đây nha, cái này là 60k nhá, có màu trắng với màu kem này chị này. Màu trắng với màu kem nhá, mã này Von này. Von 2 tầng. Quần sóc bò là chị lấy hai cái hàng 60 chứ. Của chị là hai cái đen với cái trắng ý em. À, cái váy á chị. Hai chị ơi, chị lấy cái váy. Chị lấy cái váy, cái đấy đẹp lắm, chị lấy đi. Hai cái bây giờ bằng một cái. Bây giờ với nhìn thấy comment 50% luôn. Đâu ở đấy đâu rồi. Đây. Đây. Phải chị lấy cái trắng với đen này không? Đảm bảo là nó quá đẹp luôn. Tiện đơn chị mua đi. Chị ơi, có phải chị lấy hai cái váy trắng đen này không? Tại vì bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị. Chắc là vừa nãy em comment em không nhìn thấy ấy. Nếu mà chị lấy thì ok cho em nhá. Đẹp lắm, chất xịn, hàng trăm rưỡi bây giờ bán. Hàng trăm rưỡi mà em sale 80. Chị hàng tháng ở lâu lắm. Em vẫn like đều mà chị. Cũng nghỉ một thời gian nhưng mà dạo này em lại like đều hơn rồi. Có gì và ủng hộ em nhá. Nếu mà đúng thì ok. À đúng rồi, người lại không nhìn thấy comment nhở. Cái này đẹp lắm, quá mát luôn. Rồi em chốt hai cái cho chị. Thực sự là chị mua hai cái chị bằng chị mua một cái ở ngoài thôi, em đảm bảo đấy. Chất đảm bảo mát, đảm bảo mát luôn. Cái thằng Quảng Châu mà học xịn. Nguyễn Hồng Tuyết chốt rồi, ok. Đảm bảo mát, chất xuống cực kỳ luôn. Nào có chị nào chốt áo nghe đang mặc nhá. Áo nghe đang mặc này, em có màu kem với màu trắng nhá. Sale là 60k. Một quần bò 90 nữa nhé. Quần bò 90. Quần bò con đang mặc. À quần bò em đang mặc đúng không? Quần bò 90 là bò em đang mặc đúng không? Cũng còn mỗi một hai cái thôi. Chị mua chưa mua của em bao giờ, lần này mua ưng hàng lần sau ủng hộ cho em ly nha chị Tuyết nha. Đây nếu mà chị mua ok lần sau mà ủng hộ cho em, tại vì nhà em khách quen rất là nhiều. Mọi người lần đầu mua nhưng mà cũng mua rất nhiều, mua nhiều lắm. Nên là mọi người yên tâm, hàng nhà em đảm bảo đẹp. Mua hàng mình mà bây giờ em đang sale. Thất vọng luôn. Rồi đây em chốt cho chị này. Em đang sale nhưng mà nó mới có cái giá rẻ như thế nào thôi. Chứ các chị mua ở chỗ khác các chị biết không bao giờ có cái giá rẻ như thế này. Đây nhá, ai lấy áo này thì comment cho em này. Em đổi mẫu. Có áo nào rồi đấy. Có sơ mi nhá thằng Thái ơi. Mua nốt thì bán 50.000 nó hết. Kèm đơn. Bao giờ gửi về Hà Nội? Hà Nội thì chắc khoảng 2 ngày. Mình ở Tuyên Quang, Hà Nội thì khoảng tầm 2 ngày nhé chị Tuyết nhé. Khách Hà Nội nhà mình đông lắm. Còn các chị ở Hà Nội ủng hộ quá nhiều luôn. Mai em sẽ gửi hàng, mai em gọi điện chốt đơn nhá. Phải là hôm trước hôm sau đã nhận được rồi. Sáng mai em gọi điện chốt đơn, nếu mà nhanh thì khoảng không, có người hôm trước hôm sau đã nhận được rồi, còn có người thì khoảng 2-3 hôm. Cũng còn tùy, tại vì là tùy bưu cục các chị. Có khi là về đến nơi rồi nhưng mà bưu cục quá tải chưa phát được ấy. Chưa phát được đến tay mọi người ấy. Đây còn một chiếc sale 50 này các chị này. Còn một chiếc sơ mi nhá, cái này mặc sơ vin quá đẹp luôn này. Sale 50 này, đũi nha mọi người nha. Đũi này, 52, 53 cân quay đầu mặc thoải mái. Nhà em có chị 55 cân vẫn mua mặc thoải mái. Tùy nha, có người gọn ấy. Người gọn thì kể cả 55 cân vẫn mặc được. Còn trung bình là các chị tầm khoảng 52, 53 cân quay đầu. Đấy, sơ mi này em còn một chiếc sale 50k. Cái này các chị biết rồi, em toàn bán hơn 100 thôi. Còn một chiếc màu xanh ngọc. Chị nào lấy xanh ngọc, comment xanh ngọc cho em. Chất đũi đẹp.
Cái này mặc với beti, với quần sóc nhá, với chân váy nhá, hết ý luôn. Em đảm bảo form của nó rất là đẹp. Tầm trưa sợ ngủ dậy muộn rồi, ok chị. Thế mai tầm khoảng 10 đến 11 giờ thì em sẽ gọi nhá. Mọi người nhớ chú ý điện thoại giúp em, tại vì nếu mà không gọi được thì em sẽ để đơn đến ngày kia đấy. Nên là mọi người nhớ chú ý điện thoại giúp em nhá. Nào, ai lấy áo này thì comment sơ mi nhá, comment xanh ngọc cho em, sale 50k này. Sale 50k, ai lấy thì comment xanh ngọc kèm số điện thoại cho em. Có ai chốt xanh ngọc không nè? Em còn một chiếc thôi, mà chất đũi đẹp lắm nhá chị nhá. Chất đũi đẹp cực kỳ. Lần trước em toàn bán 90-100 là chuyện bình thường luôn. Đấy, 90-100 là chuyện bình thường, em còn một chiếc. Theo mạng chán quá nên là buồn lắm, like hơi buồn. Sale hàng siêu rẻ lắm nhưng mọi khi thì bán vèo vèo ra nhanh lắm. Hôm nay mạng kém ấy nên là hơi buồn đó chị ạ. À? Dạo này Facebook làm sao ấy, tương tác kém lắm. Like mà các chị toàn bảo không biết là mình like. Khách toàn kêu là có biết, không biết là. Đây nha các chị nha, em like qua một bộ này, bộ lụa này. Bộ lụa mặc ở nhà siêu mát luôn nhá. Em sale nhá. Sale là 60k. 60k dành cho các chị có đơn, 65k ấy mình. Ai có đơn rồi sale luôn. Hai bộ thì từ hai bộ trở lên là 60k. Hai bộ là có đơn. Em sale 60k dành cho các chị có đơn hoặc là mua hai bộ trở lên này. 122 bộ nhá mọi người nhá. Đây có rất là nhiều màu, em bán màu cam trước này, ai lấy cam không, em cam này. Bộ lụa này rất là đẹp luôn nhá, bộ 3D luôn. Các bạn từ 52 cân đổ lại là được. Ai gọn 55 cân vẫn vừa. Đẹp cực kỳ luôn. Màu cam nha, ai lấy comment này. Ai lấy comment cam cho em. Cam kèm số điện thoại cho em này. Chị Nguyễn Nga có mua thêm gì không? Để em gửi nào. Nào có ai chốt cam không nào? Em còn nhiều lắm. Em còn nhiều màu cơ. Chị có muốn mua nhiều màu. Em còn nhiều màu lắm. Chọn hai bộ hai màu khác nhau. Còn linh tinh nó còn mấy bộ này. Linh tinh mỗi màu một bộ. Thế với hai bộ khác nhau.
nhau, mình chọn hai bộ khác nhau. Tuyết bao nhiêu cân ấy nhỉ? Mã này các chị à. Chị này hôm nay mà bảo là mua cho con đấy. Chị em đây bảo mua cho con. Con dâu rồi, không dài. Mã này chỉ 53, 54 cân quay đầu mặc đẹp. Đây này, em có màu tím này chị này. Nếu mà chị lấy hơn, chị mặc màu tím nó không thì chị lấy màu tím màu này. Màu cam. Màu hoa trắng này, này này. Màu xanh. Gần 50 cân mà quá đẹp luôn. Màu tím, màu cam, màu xanh. Lấy cho con chị thì lấy cho chị màu cam, màu chị trẻ nhé. Đấy, màu xanh này. Đấy, chị biết thì lấy một bộ màu cam với một màu xanh ấy. Hai bộ đấy như thế. Đấy, bộ màu cam với bộ màu xanh này chị mua cho con chị ấy. Đấy, bộ màu cam, bộ màu xanh này. Bộ màu tím. Chị lấy màu nào? Không, tím già cho học lớp 10. Thế thì lấy màu cam với màu xanh đi chị. Thế thì lấy hoa cam với lại hoặc là cái hoa này này. Hoặc là kẻ đây này. Kẻ hoa này này cho nó trẻ này. À đây đây lấy cái hình này này. Hình này, học lớp 10 thì lấy cái hình này. Học lớp 10 thì lấy cho cái hình này này. Nó chỉ cái hình này. Một lấy một bộ cam với một bộ hình này này. Đẹp này đấy. Đây bộ hình này đẹp này. Nó trẻ này. Xin chào chị Đinh Thanh Nhanh. Bộ hình này đẹp này. Bộ hình này trẻ này. Bộ đấy, cam này. Ok không? Lấy một bộ cam, một bộ hình ấy cho nó trẻ. Một bộ cam, một bộ hình nhá chị nhá. Cho trẻ. À, mua cho con chị. Đấy, mua bộ hình này học sinh thì mặc bộ đấy. 60k thôi rẻ mà. Mặc ở nhà mát lắm ấy các chị ạ, mặc ở nhà mát thương lắm. Đây bộ hoa màu hồng này. Màu này cũng nhã nhặn lắm. Qua là chọn cho chị trẻ, tại là chị mua cho học sinh thì chọn bóc ra đây chị xem rồi. Không thì chị lấy tất hai bộ cam cũng được, thì chị kẻ hoa hôm qua chị chọn một bộ rồi đấy, nhã nhặn mà trẻ. Đây bộ hình đây. Hình bộ kẻ. Nguyễn Hồng Tiết lấy bộ hình. Đấy, bộ hình này đẹp lắm, nhã nhặn, màu nhã nhặn, đẹp. Học sinh thì mặc bộ này cho nó trẻ. Cam này. Bộ kẻ, chị lấy kẻ hồng hay là kẻ cam? Kẻ hồng, kẻ cam. Có kẻ hồng với kẻ cam. Đây em đứng lên cho mọi người xem thoải mái này. Tầm khoảng 54 cân. Đây chị Đinh Nhanh Nhanh. Ai gọn thì 54 cân, còn không thì tầm 52 cân đổ lại là đẹp. Ai lấy comment cho em nhá, em còn đủ màu luôn. Hôm nay sale mọi kia bán 80.000 bộ này. Hôm nay sale lỗ vốn luôn. Em sale chứ không phải là hàng này hàng rẻ đâu nhá các nhá. Hàng không phải hàng rẻ mà xấu đâu, hàng này chất nó cũng ok. So với cái giá tiền của nó ấy, chất lụa mềm nhá. Thôi giá tiền nó chỉ mua tầm từ 100 đến 120. Đấy, mà chất lụa mềm mà không nhăn đâu. Chị sợ không vừa. Chị thì không vừa được. Chắc là không vừa. Chị 60 cân thì không vừa được. Đi nghe đi. Chị vừa bảo là có bộ phải ăn. Nãy chị gì? Chị cũng năm mấy cân ấy, 55 cân hay sao? Chị gì mới là 60 cân thì Kim Ngân Nguyễn. Chị Kim Ngân Nguyễn chị của chị ạ. Chị ấy bé mà, chị cũng bé, chị không phải là chị mua hộ thì chị Kim Ngân Nguyễn ấy, chị có cái vai phách nách kia rồi. Kim Ngân Nguyễn có 4 mấy cân.
Hay sao chị mua suốt rồi. Đây nha, ai lấy bộ này comment cho em nhá. Có màu tím nha. Màu tím em mặc nhìn rất là hay luôn này, hoa 3D ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Bộ màu xanh này cũng mát. Em đổi mẫu này, có ai lấy bộ này thì comment này. Sống nhỏ thì mặc đẹp lắm. Nói chung những bộ mặc nhà này phải mặc rộng rãi thì đẹp. Chứ còn nếu để tư vấn mà đúng ấy thì 55 cân mặc cũng vẫn vừa. Nhưng mà để mặc đẹp ấy thì từ 52 cân đổ lại thôi. Mặc nhà thì càng rộng càng đẹp. Không phải là bộ mặc đi ấy, nên là phải mặc thoải mái. Mặc rộng rãi thoải mái thì nó mới đẹp. Để đi thử cho chị xem. Nói chung là 60k một bộ, không cần phải xếp đâu. Anh chị cứ mua combo 2 bộ vì là tiêu tẻ được, bán không có tí lợi nhuận nào. Và đây là lấy theo lô đấy, bán này là lỗ tiền ship. Ship hỗ trợ ship là lỗ, cũng nhiều luôn. Đây bộ hồng này đẹp đấy này. Đây nha, chị nếu mà lấy hồng thì comment hồng tiếp cho em. Thêm hồng nhá. Em chốt cho chị một bộ hồng rồi. Một bộ ghẻ hồng này. Còn hôm nay kém đến nỗi nó tự đập mình ra. Màu sáng em có 40-42 cân thì mặc màu sáng, những nhỏ mà mặc màu tối quá thì lại không đẹp, bởi vì là số cân của em ít cân. Chị ơi, nhìn bên ngoài nó không sáng như thế đâu. Trong ở trên này do điện nhé em ý, do điện nó sáng nữa. Đây em có một váy cherry này. Còn một váy sale 70k cho các chị này. Còn một váy suông này sale 70k cho các bạn nha. Chất thô rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu đấy. Chất thô mát lắm. Sale siêu rẻ. 55 cân quay đầu vừa. Từ 40 cân đến khoảng 55 cân. Từ 40 cân đến 55 cân ạ. Quá hồng rồi. Từ 40 cân đến 55 cân vừa cái váy này nhá. Ai lấy comment xem nốt 70k cho chị này. Chị lấy, chị Vũ Dung Quân, chị lấy váy. Rồi ok, chốt cho chị Vũ Dung Quân váy này. Chân thô, mát. Còn mát. Vì có 50 cân, hai lên đã tỉ. Dạ. Còn có
50 cân. Không hề. Con bảo là cái này con được hết rồi mà con biết rồi. Hôm nay mình 60k chỉ là mua được 2 cái cho 150k. Anh chị là mua 2 cái 100.000 2 cái. Đây nha các chị nha, đây. Cái váy lanh này nhá, nhá. Đấy phải của chị Vũ Công Quân đâu, mẹ sẽ phải để vào đấy. Đấy của chị Thoa mà. Đây nhá, nhá, váy lanh này em còn mấy chiếc sale này. Lanh Thái ạ. Còn một cọc sale nốt, Lanh Thái. Đây Lanh Thái này, này. Đây Lanh Thái đẹp luôn nhá. Lẻ là 60k, các chị mua 2 cái là 100k 2 cái nhá. Lẻ là 60k, các chị mua 2 cái là 100k 2 cái này. Thề mặc mát đẹp cực kỳ luôn, em đảm bảo nhá, mặc sướng lắm nhá. Lanh xịn luôn đấy. Mặc sướng lắm ý. Đây các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu là đẹp. 100k 2 cái, ai lấy thì mua luôn combo nhá. Em còn đúng một cọc. Còn đúng một cọc thôi, em tưởng hết rồi nhưng mà còn một cọc này. 100k 2 cái váy lanh em mặc nhá. 100k 2 váy lanh em đang mặc. Chị không nghe thì chị em nói em... 100k nhá, 100k 2 cái váy lanh em đang mặc luôn. Rẻ bèo luôn nhá mọi người nhá, 100k 2 cái này. Ai lấy comment này. Đấy, 100k 2 cái quá rẻ luôn. Hàng Lanh Thái nhá, em còn em sale. Em còn Lanh, em sale trước lần trước em bán là 80k hay sao ấy nhỉ? Không nhớ lắm nhưng mà bây giờ còn sale. Em bán 80k hay sao ấy. 100k 2 chiếc nhá, ai lấy comment nè. Còn duy nhất một cọc. Nó còn sót lại, còn sót mẫu ấy. Lanh này đẹp lắm, hàng lanh lụa, lanh xịn luôn, hàng xuất đấy. Trên nó pha vải lưới đẹp. Mặt siêu mát luôn. Ai lấy comment nha, em like nốt mã này rồi nghỉ này. Ơ đẹp này mà mọi người không mua. Mặc mát cực kỳ luôn này mà mọi người không mua thì tiếc lắm này. Mặc mát xuống cực kỳ luôn các chị ạ. Có ai lấy váy lanh này nữa không ạ? Không ai lấy váy lanh này là em nghỉ nhá mọi người nhá. Trưa mai nhá, hẹn mọi người trưa mai tiếp tục like nhá. Các chị có đơn rồi thì chú ý đơn để ngày mai em gọi điện chốt đơn nhá. Xin chào tất cả mọi người, chúc các chị ngủ ngon nhá. Xin chào mọi người ạ.